xôi cay quá, cái gì họ giúp em cái cây sau cây. Nhưng mà cái đặc biệt của gánh xôi em á là nó sẽ có cái sa tế đó. Chứ thật sự ra ba tê chả. Dạ. À anh bỏ vô đâu? Chị làm em cái dĩa này. Cho ấm lòng. Rồi anh mấy anh rồi. Dạ rồi, được có 30. Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phan Thế Hùng đây. Mình đang ở ngay trường Lý Phong cả nhà, ở ngay đường Nguyễn Duy Dương, quận 5. Đây vậy em, vô học em. Ủa? Không ai à. Đáng này em mới đưa con đi học. Trời ạ, ghê hả? Con học Lý Phong luôn hả? À. Con là anh nhớ là học Tiêu Phong chứ. Tiêu Phong. À đó vợ cả nhà chứ Bamboo Chung là vẫn độc thân vui tính nha. Mà hôm nay sao hai anh em đứng ngay trước trường Lý Phong vậy? Nay mình đổi không khí á, cho nó vui vẻ là mình ăn buổi sáng sớm. Anh em phải dậy rất là sớm luôn á để chuẩn bị. Đúng rồi. Hôm nay có một quán chắc là làm em sẽ nhớ tới ký ức ăn mì cây. Rất là vẫn còn nhớ. Nhưng mà sáng sớm về ăn mì thì mì cây nó chưa mở đâu. Nhưng mà có xôi cây. Xôi cây. Em nghe tên lạ không? Không mà xôi có xôi mặn xôi ngọt này, có đối xôi với cây. Những học sinh trường Lý Phong á thì khi mà mình đến nghe xôi cây ở ngay trường Lý Phong là chắc các em sẽ biết liền. Đúng rồi, cái này là lâu năm ở chung, bán lâu năm rồi. Thôi bây giờ mình qua nào. Đây. Em bán gì vậy? Sandwich nè, hấp dẫn chưa? Ngày nào bé cũng bán đây hả? Ủng hộ bé cái nha. Sandwich làm sẵn. Bò trứng. Ăn bò trứng đi. Nhiều em? Ủa có 17 ngàn thôi. Thì đúng rồi, bán học sinh mà. Giá vậy là quá bình dân luôn. Ủng hộ em nha. Tại nãy giờ đứng che quán của em quá. Đây cả nhà coi xung quanh những học sinh đang với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ đang vô trường này. Rồi, cảm ơn em. Rồi, đi thôi. Vô. Bây giờ chung giờ vô làm anh là phụ huynh của em. Chung giờ vô làm giám thị thôi. Rồi, đi đúng mạch đường cho người đi bộ nha. Đây là quang cảnh đường phố Sài Gòn. Đây là quán bên hông chợ An Đông á cả nhà. Đường Nguyễn Duy Dương, địa chỉ là số 64 đường Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5. Xôi cây cô hai cô. Quán với một không gian nhỏ nhỏ thôi nha cả nhà, nhưng mà sáng rất là đông người mua. Đặc biệt là những người đi làm cũng như là phụ huynh chở con em đi học. Đi qua quán thôi. Dạ. Mỗi sáng sớm ăn xôi thì căng. Ở trồng lá chuối á, nó sẽ làm cho cái món xôi nó thơm. Đây, ăn nó chất. Có số điện thoại luôn. Ở gần chợ An Đông thì bán rất là nhiều món ăn. Đó là ăn tới trưa luôn. Quay gần các món bên chị nha. Dạ được. Ồ. Cái mà hấp dẫn ở đây á là cái nước sốt cây. Tò mò về cái xôi cây quá, cái gì họ giúp em cái cây sau cây. Ô chị ơi. Dạ. Ở đây mình bán bao nhiêu năm rồi chị? À dạ là trên 50 năm anh. Trên 50 năm rồi. Dạ. Đó. Một phần ở đây thì đây là 20 đúng không chị? À dạ đúng rồi. Dạ. 20 là sẽ có chả nè, chả bông nè. Và đặc biệt là sẽ có cái nước sốt. Và anh thấy cái pate ở đây là mình cũng tự làm. Dạ đúng, không? Dạ đúng, dạ đúng. Vậy cái thời gian mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ? À dạ tầm 6 giờ cho tới tầm 9 giờ mấy 10 giờ là tụi em sẽ nghĩ là đông nhất là cái tầm 6 rưỡi tới khoảng 7 rưỡi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Giờ đó mấy em ở Lý Phong bắt đầu đi học. Dạ đi học rồi đi làm á anh. Cho nên là cái khoảng thời gian mà tầm cỡ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi là tụi em là giờ cao điểm. Dạ. Dạ. Nên thôi em cũng tranh thủ hỏi nhanh để dạ. Còn bán nữa. Chị, dạ, cảm ơn. Bán tới mấy giờ là nghỉ rồi? À dạ tầm cỡ 9 giờ mấy 10 giờ là tụi em sẽ cũng sẽ tùy ngày á, nếu mà bữa nào mà quý khách yêu mến á lại mua dạ. Nhiều á thì tụi em á dọn sớm. Hôm nay em nghĩ là chị sẽ dọn sớm á. À cảm ơn nhiều. Dạ.
24 độ. Ở đây xo của chị vẫn còn bán trong lá chuối luôn hả chị ha? Dạ. Nó thơm, nó làm cái xo nó thơm hơn. Dạ đúng rồi. Em vẫn khuyến khích là ăn bằng lá. Nếu mà xo với cấp độ mì cây thì cái này nó cấp mấy? À dạ chắc cũng tùy người á. Cũng tùy sở thích rồi, về tùy cái gia vị của mọi người nữa. Nếu em tới đây em ăn mà em không biết ăn cay thì em gọi phần không cay được không? Dạ được, dạ được, không sao. Đó cả nhà. Chị phần ví dụ như muốn đặt phần 30 hay 40 thì chị vẫn làm được mà đúng không? Dạ được, dạ được. Cái này phải hơi giống xôi mặn á chị. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái đặc biệt của gánh xôi em á là nó sẽ có cái sa tế đó. Chứ thật sự ra gọi là xôi cây cũng xuất phát từ đây đúng không? Dạ đúng rồi. Xuất phát từ bà nội. Bí kíp gia truyền bà nội. Ô vậy là bán 3 đời rồi. Đời bà xong đời mẹ của chị xong rồi tới đời chị. Dạ đúng rồi. Ba đời. Dạ. Với cái thầu bóng mỏng quá xa đã luôn. Dạ, mấy khách đang ngồi chờ kìa. Đó. Dạ, cho cái 20 cây nhiều không nước tương. Cây nhiều không tương. Dạ. Một cái 30 giờ đậu. Nhưng mà anh thấy có cô này là cô gấp đũa rất là nhanh. Cô làm lẹ lắm. Dạ đúng rồi. Ở đây hầu như là mình sẽ không có đụng tay vô cái xôi mà chỉ dùng đũa mình gắp vào thôi. Mỗi người một công đoạn. Có cái nhiều quá có nè. Chị ở đây nó cũng có sa tế nhưng mà trong cái xôi này cũng có sa tế luôn đó, trong cái nước cây nữa. À đúng rồi, đúng rồi. Trong nền. Cho gói 30 ba tê chả. Ba tê chả. Dạ. Có thêm cái đậu bông làm anh chơi một tí nha. Đậu bông. Cái sữa ăn xôi hả? Ồ, chào anh. Hôm nay ăn cái này cho nó lạ. Ồ, cái phần 30 của chị rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nó sẽ hai lớp lá chuối và xôi nhiều hơn. Dạ dạ. Hai gói đầy đủ. Anh đã có phương án cho mình rồi. Rồi, cái này 30 ba tê chả không nè. Nhiều không? Bao nhiêu? Nếu mà ăn xôi mặn á thì sẽ có thêm lạp xưởng nè, sẽ có thêm trứng cút. Nhưng mà anh thấy ở đây đơn giản là chỉ có ba tê, tất cả với cá bông. Nhưng mà thôi mình... cái kia là đậu phộng. Đậu phộng. Đúng rồi, nó đang xôi không? Dạ, một phần xôi thì có tổng cộng 6 món trên bàn á. Dạ. Ai thêm vậy ai bớt gì em nghĩ là chắc khi làm mình qua 50 mấy năm thì mình cũng sẽ nghiên cứu được là mình giữ lại cái thành phần nào. Dạ. Hoặc là bỏ nó đi cái thành phần nào để còn 6 món này là 6 dạ không. Món đặc biệt ở bên này đó. Dạ không, đó giờ là sao là vẫn như vậy luôn á. Dạ hả? Dạ đúng em rồi, không không lược bỏ. Có trứng cút rồi. À dạ không. Dạ không. Đó là sao giờ không có trứng cút à. Dạ. Ai có bà. Chả có bà mà là. Chị em đoán cái giấy dưới tay chị là để cho đỡ nóng đúng không? À dạ không. Vậy à. Ồ. Luôn á. Dạ đúng rồi, dạ, thông dạ, tin dạ, luôn á. Cũng là một phần đỡ nóng nhưng mà phải có thông tin cho mình, lúc mình bóp lại là coi như là nó cái giấy nó sẽ bao với lá chuối. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi. Cái này 30 của ngoài hả? Đúng rồi, hai cái. Hai cái 30 đầy đủ á. Thơm quá. Chị, dạ. Mưa này kia, dạo này Sài Gòn hay mưa nhưng mà dạ. Đứng gần cái xôi này, nồi xôi này nè, nó ấm. Ấm. Ấm lòng người nếu mà mua nhiều cho em nữa ha. Dạ. Ấm lòng thì bây giờ em cũng muốn ăn để cho nó ấm lòng luôn quá. Dạ rồi, em sẽ làm cho anh một gói ấm lòng luôn. Thôi em ăn đây nên chị làm cho em mua đây đi. Dạ rồi. À, anh bỏ vô đâu? Chị làm em cái dĩa này. Cho ấm lòng. Ây da. Chị nhưng mà chị lót lá chuối dạ, ở dưới dạ, giùm okay. Em với. Mà anh muốn full luôn hả? Chị làm giùm em 5 phần 20 vô đây. Ok. Chị bán cho khách đi. Xong rồi từ dạ. Từ rồi tới em. Cho 25 đi nè. Dạ anh thông cảm giùm em dạ, nha. Dạ. Mấy anh thông cảm giùm em. Rồi 25 ra kiểm ra đi. Chị ở đây là 4 người phụ đúng không chị? Ở đây dạ. Là 4 người. Dạ, giờ cao điểm thì phải vậy mới kịp giờ của cho dạ, dạ. Cô chú anh chị á. Đúng rồi, cái nằm ngang đó được. Dạ rồi, muốn đặt số lượng lớn mình gọi mình báo cho số điện thoại ở trong tờ giấy. Dạ đúng rồi. Cô Hương nhận đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cô Hương sẽ là dạ. Người nhận. Rồi,
giống như em đi dạy võ đi, em có cái bé nhiều khi tổ chức cho nó đi chơi đi đó đó, cũng đặt vào ăn sáng cứ gọi điện là được. Dạ đúng rồi anh, có nếu mà phần số lượng mà tầm trên 30 anh có thể gọi sớm trước giùm tụi em một ngày. Một ngày đúng không? Dạ đúng rồi. Về chuẩn bị trước. Dạ đúng. Rồi chuẩn bị tới mình rồi. Em mua chả bông. Bên kia rang chuông, bên kia rang chuông là học sinh bắt đầu vô học rồi. Thì lúc đó là sẽ tới các người đi làm. Đi làm. 20 chả bông. Chả bông thôi. Chạy qua học em, chung chạy vô để người ta đóng cửa em. Dạ, không ơi, chị đang làm. Ồ, 5 phần nha chị rải ra. 3 4 5 phần so 20. Đúng 5 phải phần cho đẹp chị. Nữa chứ. Phải cho đẹp luôn. Ồ. Em chỉ có lấy đúng 5 phần đi. Dạ, dạ 5 phần ở đây đúng không chị? Dạ đúng rồi. Okay. 1 3 1 2 không hành. Tại xôi này nó nở rồi lắm. Chị một người ăn sao? Dạ. Một người ăn phần này chị thấy ổn không? Ổn. Em thấy thấy ổn nha. Ai ăn này cũng là tình yêu to bự dành cho xôi với nhà em lắm á. Ông công chủ sẽ nghỉ quay rồi mà đi. Cái gì nãy kêu chị nặng cái tim á, giống như tình yêu to bự. Chị cho dạ. Em siêu cay. Siêu cay ok. Trời ơi. Nà nặng với chung mà chung cay mà ăn. Không nói chứ em là một bên cây nhiều, một cái bên cây vừa thôi nha. Dạ rồi. Rồi anh mấy anh cứ thế mà dùng. Đây là chị sẽ cho mình thưởng thức một bên cây nhiều là ăn như thế nào, cây vừa là ăn như thế nào. Dạ. Rồi tiếp theo. Rồi. Hai học không hành nữa hả? Đợi tí xíu nha. Yeah. Yeah. Rồi. Chà bông. Chị làm cho em thêm một gói á. Yeah. Gói 30 nha. Dạ rồi, một gói 30. Em ngồi bên bàn này được không chị? Dạ được, anh cứ ngồi, anh cứ uống gì anh gọi đi. Dạ ok chị. Uống gì anh wow, gọi quá đi. Nhiều đậu phộng rồi. Dạ đây. Rồi, em cảm ơn dạ, chị. Cảm ơn, cảm ơn. Chị làm cho em một gói 30 dạ. Nữa nha. A few minutes later. Rồi, cảm ơn. Đây, gói 30. Đây là 5 phần 20. Bên đây rất là cay nha. Đây, combo xôi và cà phê. Chung anh nhắc em biết trước nha. Em ăn xong cái này lát nữa em qua em ăn tiếp với anh đó. Ừ, nhưng mà em ăn một tô á. Anh nói với anh Lộc mà là chung ăn quán này xong qua quán khác chung ăn tiêu quá, tiêu nhanh á. Rồi, hôm nay đến với quán xôi cây hai cô. Này Bamboo chung xuất hiện nha, lần đầu tiên trong cái series mà ăn hai người ăn cùng nhau, căn buồn cùng nhau. Cùng nhau. Đó thì mà lần đầu tiên quốc bắt xôi đâu biết sao cái kết nó nào đây. Giờ hai anh em chuẩn bị tinh thần nha. Ok. 3, 2, 1, yeah. Bắt đầu. Mở qua cô chú và quan viên hai họ. Quý phụ huynh đúng rồi. Nhất nào. Quý phụ huynh đang hợp lý. Đến xôi buổi sáng, đến giờ. Ai chà. Thì để review một xíu. Trời ơi. Vì bán sandwich kế bên trường luôn. Của mấy bạn khờ sinh viên khởi nghiệp. Review bé bán sandwich nha. Bé bán sandwich. Ôi, review bé bán sandwich này hả? Gì ở chung? Sandwich của bé bán. Của bé bán. Thì em sẽ thấy là các bạn sinh viên hay khởi nghiệp là start up về cái ngồi bán đồ ăn nhanh rồi lúc sáng cà phê trước cổng trường á, cho các em học sinh nè rồi đi làm nè. Đây là các bạn hay làm đây là khá chất lượng nha anh nhìn nè, nó không bị bụi vô á. Đúng rồi, thứ nhất là em thấy là về mắt nhìn tổng quan thì em thấy là khá là sạch sẽ. Có vẻ là chung thấy bé nhân viên bé bán dễ thương hay sao quá nên review rất là kỹ sản phẩm của bé. Sát trùng chắc nói chung là đầu tư quá. Nhà, chất lượng nghe. Nói chung là ủng hộ bé nha, bé bán bên đây đường này cả nhà. Rồi. Trăm nghe không bằng một thấy. Trăm thấy không bằng thử luôn. Quay review cận cảnh ở trong đi anh.
mấy học sinh mà buổi sáng mà anh cái này là no bữa trưa đó. Ờ. Nửa cái trứng, nửa miếng bò, miếng salad. Xíu xíu à. Cho chung phần ngon luôn. Đây là phần lòng đỏ. Dạ. Đó là chất lượng luôn. Rồi ăn đi anh em ơi. Vô. Vô. Mời cả nhà. Dữ. Mấy anh em này được. Chưa ăn xôi mà dám ăn sandwich à. Ngon. Có vẻ như bé bán sandwich đã có một nét gì đó thu hút anh em rồi. Những cái anh em ơi, hãy nhớ một điều là xôi luôn là chúng ta ứng thường nha. Ừ, rồi mình review ra nha. À, nghe tới đó sợ. Dạ, bánh mì vừa mềm. Nhưng mà đặc biệt là cái trứng á, béo béo. Em thấy có vị gì không? Bình xả của bò, bình xả của bò. Dạ. Oh, hay quá ha. Tinh lít bò, có xả, không? Rồi chung rất là béo. Chung giúp bà bé tiếp nha, anh vào việc đây. Rồi chung giúp hết luôn cả nhà, anh đi máu quá rồi. Rồi giờ bỏ xe lọc trước đi. Wow, cay không? Đầu cái đầu tiên là cái mùi sơ tế cả nhà. À, nó thoang thoảng, nó từ từ nó hình thành một cơn lốc cuộn cuốn lên trên cái khú giác của mình. Ghê vậy. Con rất là nóng nha, rất là nóng. Xôi nó giữ nhiệt lâu lắm. Đúng rồi. Em cầm em mẹ nó nóng ấm tay nóng này. Ôi hôm nay chọc cờ kìa anh em. Thứ hai là ngày đầu tuần. Chọc cờ chào. Ôi mấy thanh niên này nghiêm túc nha. Ok. Đoàn quân. Đó. Không mà mình đến môi trường nào cũng vậy. Có, trong một số cái công ty á, hoặc là mấy cái văn phòng của em cũng có những người mà người ta đứng ra người ta làm chào cờ giống vậy. Đó là những người rất yêu nước và yêu đồng bào. Đó, tiếng nhạc á cả nhà nghe không? Thôi được rồi anh em ăn đi. Tại vì chào cờ xong còn qua đội ca nữa. Đợi hát xong là nó nguội sôi á anh em ăn đi. Đội ca. Ngày xưa là em đi học hai rồi. Đánh chống cái. À đánh trống hả? À tại anh niên to cao mà. Ủa ba cũng năm 1211, 1212 á. Đó là ai được gặp cô tổng phụ trách đúng không? Trời ơi. À đúng rồi, nói còn một lần. Mà nhớ em. Tại về trường anh xôi rồi buổi sáng thứ hai. Bao nhiêu cảm xúc vui về. Đó, kiểu như Trung cũng tốt nghiệp được vài năm á. Cũng gần chục năm rồi cho nên là vẫn còn nhiều kỷ niệm. Như Phan Thị Hùng, Võ Sư Lộc thì bây giờ cũng lâu quá rồi. Kỷ niệm của con. Giờ chắc kỷ niệm của con quá. Ê quên. Xin lỗi anh Lộc. Sống này mà mình phải luôn nhớ về những người thầy, những người cô thân yêu của chúng ta. Bữa này sẽ dành cho các người thầy, người cô thân yêu. Ơi hả? Hay quá luôn thầy Lộc ơi. Mời các người thầy, người cô ở trường Lý Phong nha. Dạ. Ờ. Xòi quá dẻo luôn cả nhà ơi. Ngon quá. Hả? Trời ơi. Rất ngon. Cái chả này, chảo mình nãy mình thấy là nguyên một cái cuộn nè. Như em thấy là uống cái nhắm uống cái thôi này. Nước sốt đây nhỉ? Nước sốt. Bạch tê với nước sốt. Mùi nếp thơm. Bà tê béo béo. Nước sốt hơi the cay cay. Ồ. Ăn nó có vị giống sơ mặn đúng không anh em? Không, em thấy không đúng không? Vậy hả? Ừ, em ăn sơ mặn nó hơi khác tại vì có đặc điểm. Chúng ta vừa ăn chúng ta sẽ được nghe tiếng sủa của em cún đằng sau nha. Em cún này giữ nhà là quý tính luôn á. Chưa làm á, chưa đánh đều. Và cái dầu á, nó rất là hòa quyện với sa tế. Mà cái chan vào đây cái dầu nó sẽ tạo cho cái xôi á, nó có một vị béo béo. À cái dầu có gì nữa không? Tóp mỡ hành nữa. Đó. Quên đó nha nãy giờ. Do là tóp bình nhiều á nên nó che mất rồi. Nè, ba tê và lớp sốt. Phải nhưng mà trà bông á, trà bông đây mịn quá Trung à. Một phần 30 em nghĩ là 1/30 nếu các bạn có tiền nữa. Mà anh mà 1/30 này chắc nói tới chưa luôn. Ồ. Nha, thông cảm nha. Nhiều nha. Quay clip ở Việt Nam thì Sài Gòn thì sẽ có những em nghe những cái tiếng sủa. Chúng ta không thể nào bắt em đó ngưng được. Nên lâu lâu nghe mấy tiếng đó thì cũng thông cảm nha cả nhà ơi. Cà phê. Buổi sáng. Lâu lâu.
Ai trời ơi, người uống trà, người uống cà phê. Đúng kiểu đàm đạo luôn rồi. Ăn hết cái này là mình đàm đạo được vài mẫu chuyện rồi. Cho bên đây Hồng Góc vui với. Uống trà xanh C2. Yo. À, cả nhà thấy không? Các anh em mình sáng sớm cũng đi ăn sương sương vậy á. Giới thiệu cả nhà vậy là cũng vui rồi. Nhưng mà có một điều là rất là lâu rồi em mới có cái cảm giác mà sáng thứ hai đầu tuần của anh Xuôi kéo lên trường học. Trời ơi. Lâu lắm rồi, thật sự rất là lâu rồi. Anh là không đôi khi đi quay clip á. Thật sự em sẽ chia sẻ luôn. Hồi xưa là không được cái thứ hai ngồi thăm thả gì đâu. À. Thứ hai đi học trễ. Chạy cho kịp không cậu. Cổng trường đóng, bỏ về đóng cửa. À. Có đỏ ghi đó. Đúng rồi. Là chạy cho lẹ chứ làm gì mà tháng thứ hai mà được người không thả anh kiểu vậy. Hồi đó có mèo quánh sao đỏ không? Rồi, chạy nhanh quá, bỏ quên thằng Hoàng hay bỏ quên tập gỡ nhà nữa. Thứ hai dưới quê em á là thằng Hoàng nè, Vũ Cano. À. Calo. Calo. Cái mũ là giống như có cái mũ, có cái nó chóp á, cái chóp á đúng không? À ok. Cái, này, cái đó là trong chú bé lóc chát là Cano, Calo đội là Calo. Calo đội là trên đường làng. À. Ôi mấy thanh niên này. Học giỏi băng quá. Nó Calo thứ hai trong cờ là bị lắm. Biết bao nhiêu kỷ niệm. Ồ trong lúc mà Trung nói thì Võ Sư Lộc đã ăn hết gần một nửa hòn đảo xôi rồi cả nhà ơi. Ăn hết gần nửa hòn đảo rồi. Nhưng mà bên cạnh hòn đảo thì có một hòn đảo nữ hoàng. Hòn đảo sandwich. Ăn hết luôn nha anh trai. Đây. Sẵn nè. Gì vậy anh, tính làm gì vậy? Để đẩy hòn đảo này qua. Trời ơi. Anh Lộc đang chia đảo ra để bán cả nhà ơi. Đảo này chú đảo Trung đã có hộ khẩu ở đây rồi. Đó. Hay quá. Được không? Cọc rồi. Nhắc tới đây thì có nhiều người sẽ thắc mắc là Trung hiện tại còn đi học hay không? Và học đại học hay là học gì thì hiện tại Trung tốt nghiệp cho Trung? Đây thì em... Mà em à? Ôi trời ơi. Cảm ơn anh. Uy tín nha. Uy tín sạch kinh. Em sắp tốt nghiệp rồi. Chương trình học của em thì 4 năm. Mà 3 năm rưỡi thì em hoàn thành rồi. Quá hay. Bây giờ là chủ yếu là tập trung về đi làm làm trước. Và đến kiểu như là đến ngày á sẽ quay lại trường để tốt nghiệp. Cái lãnh bằng thôi. Dạ. Cái đợt của em là vô là 8/10 thì 8/14. Nhưng mà Trung đã tốt nghiệp trước nửa năm rồi cả nhà ơi. Bây giờ là có thời gian đi làm nhiều hơn. Tại vì tập việc nhưng có thời gian học nhiều hơn một chút. Thì bây giờ nó có chút ngắn thời gian lại. Quá hay. Em bamboo chung một tương lai sáng lạn với công việc sau này bamboo định. Chung sẽ khởi nghiệp thành công và cùng với Vinny Hằng tạo nên một cái kiểu như là hướng đi mới của các anh em trên YouTube đó, rẽ hướng ra phát triển về các lĩnh vực. Đúng rồi, nói chung thì đi quay với bamboo chung á cũng là một niềm vui và bamboo chung cũng hồi đó cũng hâm mộ Võ Sư Lộc này cả nhà. Cho nên là anh em giữ tương tác và đi quay chung chứ công việc của chung thì dĩ nhiên là cũng sẽ có những thay đổi và sau này em có thể sẽ vươn xa hơn nữa. Thì lúc đó có thể em sẽ không còn thời gian đi quay clip với các anh nhưng mà hãy luôn nhớ về các anh. À, mãi trong tim. Không, lúc nào em đi công tác ở nước ngoài á, em câu mấy anh đi, em cứ làm việc của mấy em đi, hai anh đi quay ngoa ngoa quá vậy. Ăn đi các anh em. Đây, món xôi cây này cả nhà mình thấy có một cái điểm rất là quen thuộc. Khi mà ai đến đây ăn nhiều á, người ta sẽ nói là 20 cây, 30 không cây. Ở bên quán sẽ biết là phần nào cay, phần nào không cay để mà bán. Nó giống như là những cái cách để mà loại món á cả nhà. Loại món mà dễ nhận biết nhất. Nếu mà ai mới đến lần đầu thì sẽ không biết là cay đâu. Mà ai mà đến đây mà nói 20 cay, 30 không cay là mình biết là ăn nhiều lần rồi đó. Nó cảm giác là Trung đang vừa ăn mà vừa kiểu như là thưởng thức á. À. Không. Đúng rồi, Trung đang
không có chút nào gọi là ăn thử thách hết ha. Ăn thưởng thức review mà. Nè, coi cái nước này chung. Nước review. Ồ, cái chứ cũng cay nha. Không, em thì em thấy the thôi. Em thấy the the đúng rồi. Anh ăn xong cái miếng xôi nãy của anh Lộc, bây giờ trong cái vòng miệng của anh nó hơi cay cay xíu. Cái bên đoạn bên đây là anh kêu chỉ làm nhiều cái sốt á. Và anh biết là hôm nay mình sẽ chia sẻ về những cái tuổi thơ, cũng như chia sẻ về những tình cảm của anh em mình sẽ bị rưng rưng nước mắt á. Anh giả bộ kêu làm cay đến anh kêu mình rưng rưng nước mắt là người ta không biết được là anh đang cảm động. Nghĩ là do cay đúng không? Đúng rồi. Gió bẻ măng đó anh ạ. Cay quá. Không muốn thấy nước mắt người đàn ông à. Nước mắt đàn ông không rơi được giọt. Chung sắp hết rồi, chung sắp hết rồi. Nhưng mà Chung ơi, em đừng quên trợ giúp giúp cho Võ Sư Lộc nào chú. Kiểu như Võ Sư Lộc ăn cũng máu quá cho nên chắc là ngon đúng không? Nên quên mất rồi. Là phần này là Chung cũng sẽ trợ giúp cho Võ Sư Lộc. Anh đang tính cắt đảo của Chung. Hả? Anh đang tính cắt đảo của Chung. À, phần này là của Chung hả? Đúng rồi. Thôi em nghĩ chắc anh cắt thêm đi anh, chứ nhiều đầy lát quá clip xong em ứ hự á. Bây giờ cho Chung hai lựa chọn, Chung thấy ăn cay không? Đây để ra cắt cái phần đảo mà cay cho em. À, còn nếu mà em không thấy ăn cay thì em sẽ ăn cái phần đảo còn lại. Em rất thích ăn cay, cho em cay nhất đi anh. Ghê. Nhưng mà anh sẽ chơi phải lay cắt đảo cho em, nhưng mà anh sẽ cho em thêm những cái cây trồng nữa, cây ăn quả nữa. Ok anh. Rồi anh cắt đi. Rồi chung hết luôn rồi nè. Ngon quá. Hết luôn em. Gọi là bút review. Ngon nè. Cái sò này nó không bị khô chung. Rất là dẻo. Rồi. Đưa em. Rồi đưa qua luôn. Tên bánh thường, bánh thường. Bánh thường. Quá trời tuyệt vời luôn. Rồi giờ họ sẽ đọc sang hết phần này. Còn Babu Chung ăn hết phần này nha. Okay. Có lên hai anh em. Anh cảm thấy anh chưa cô làm được cà phê ít đường, nhưng anh vẫn cảm thấy ngọt đó. Tại nay ngồi chung với anh em đắng bao nhiêu anh cũng cảm thấy ngọt đó. Yeah. Hay quá, xin lòng xin lòng quá tuyệt vời. Tối nay anh em, tối nay chúng ta sẽ chiến tiếp nha anh em. Quá. Wow. Hôm nay hơi có một cuộc đua cùng Monero. Một trong những điểm mà quán xôi cây này đó, cuốn hút mình đó, đó là cái phần lá chuối nè. Nó sẽ tạo cho cái xôi cái màu sắc nó rất là tươi mát cả nhà ơi. Yeah. Ăn tới cuối thì lá chuối nó kiểu như cảm giác là nó vừa bị hơi úa chút, ngã màu quá, ngã màu. Nhưng mà lá chuối này mình có một công dụng nữa. Ngoài việc mình gói xôi, đố Chung biết là gì? Gói xôi để nóng. Đúng. Thế là ăn tới cuối nè. Thơm. Cái mùi thơm nó cộng hưởng nó kiểu của thơm của lá sạch chuối. Sạch dễ hả? Nhiều. Nó cộng với xôi rất là thơm. Và anh thấy cái cuối cùng á là khi mà mình làm ăn hết ở trong cái dĩa này á, mình chỉ cần quấn lá chuối lại. Cái dĩa mình sẽ sáng tinh. Thấy như là một lớp đệm vậy. Hợp lý đấy. Với lại nó tiền một cái là gì cả nhà biết không? Mình đỡ phải lau chùi. Mình gom cái lá chuối lại đó mình. Quan trọng nhất là thân thiện với môi trường. À, em có quăng ra ngoài nó cũng là hữu cơ. Chị ơi. Chị. Thấy luôn. Ghê thiệt, ghê thiệt. Rồi xong. Xem ra cái xem ra cái đồ cây của xôi hai cô không thể nào mà làm khó được hai anh em rồi. Không thể nào cản bước được. Ma gaming. Thì Chung có nhận xét gì về buổi quay hôm nay? Lấy cái mic này. Và một ngày thứ hai đầu tuần đi ăn xôi với các anh. Nói chung là lâu lắm mới có một ngày thứ hai đầu tuần được ngồi ăn một gói xôi ở gần trường học. Đó bao nhiêu kiếp thứ hơn anh. À. Mình tự nhiên mình ngồi ăn xôi ở đây mình nhớ về ngày xưa mình đi học. Mình đi học cái lúc mà đầu tuần đầu cờ rồi buổi sáng đi sớm rồi ba mẹ chở đi học bánh sáng rồi. Nhớ quá. Nhớ. Rất là nhớ.
nói chung là trân trọng những cái ký ức ngày xưa. Thì với lại món xôi hôm nay thì đặc biệt là nhân tố chính là món xôi hôm nay thì các em nghĩ là buổi sáng các bạn đến, các em nhỏ đi học đến trường làm một gói xôi, ăn bữa xôi em nghĩ là no ăn trưa đó. Đó. À, nhưng mà xôi ở đây là bên cô làm là chất lượng nha, xôi cô hai, xôi cây hai cô. Đó là chất lượng, tâm bình chất lượng. Em nghĩ là mọi người nên trải nghiệm để cái nhắm nhanh rõ hơn cái vị giác. Ok. Rồi nó khác cái xôi mà truyền thống của mình bình thường, xôi cái mặt. Trời ơi. Đặc sản Sài Gòn. Không hiểu không nha. Nói chung là nói chung là cũng xuất hiện trong giữa clip hoặc là trong 3 phần tư clip, nhưng mà thường là cuối clip với đầu clip đó. Nói chung là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Lâu lâu lắm rồi mới đi ăn sáng sớm vậy. Sớm ở gần trường học anh thấy kiểu là cảm giác đô nao đến trường kiểu vậy. Nói chung là mình khi mà mình lớn rồi mình rất là thích những cái cảm giác đó. Mình thích quay lại những cái cảm giác đó lắm, nhưng mà thời học trò qua rồi chúng ta không thể lấy lại đâu. Thời gian qua rồi. Nên các em học sinh, các em đang coi clip này thì các em hãy trân trọng cái thời học trò và hãy sống hết mình với đam mê nha. Rồi. Tương lai thì đang chờ đón các em. Từ sáng. Tương lai đang sẽ bật các em. Rồi hôm nay thì vui quá cả nhà ơi. Có những người anh em bên cạnh ăn quả không ăn tuổi thơ, nhưng mà tuy tuổi thơ nhưng mà đây lần đầu tiên mình ăn cái món xôi cây ở đây cả nhà. Thì có thể là cảm giác của mình với Trung đó là cảm giác mà chân thật nhất. Tại vì lần đầu tiên mình ăn trải nghiệm cái món ăn này. Đặc biệt cái nếp ở đây rất là dẻo. Và khi mà chị làm cũng như là cô làm bên cạnh cái nồi xôi đó, nó khiến cho mình thấy ấm áp lắm. Tại lúc nào cái hơi của cái nồi nếp đó, nồi xôi nó cũng bốc lên, nó làm cho cái không khí xung quanh đó, cho dù có mưa hay gì thì nó cũng không bị lạnh. Và một trong những điểm nữa là quán xôi thì gần trường học, thì chúng ta sẽ nghe những cái tiếng chuông nè, nghe những cái tiếng mà các em học sinh này kia nô đùa hay tiếng nhắm thị kia, ấy anh kia đi vô, trời ơi cái gì vậy, vãi quá xin lòng rồi. Đây sẽ có những ngày xưa đây, kiếp ngày xưa hả, ai trời, rồi cho các em lên sóng luôn. Trời ơi, đây hai em thì đó là kỷ niệm nha. Có thể là đi trễ một xíu, nhưng mà ngày hôm đó đối với mấy em là một cái ngày mà kiểu như là sợ lắm đó nha. Nhưng mà khi trải qua rồi như anh em mình thì đó là một cái kỷ niệm mình nhớ hoài đó. Nếu mà học sinh giỏi quá mà đi học mà không bị trễ ngày nào á thì nó cũng đâu có kỷ niệm này. Phải nhiều khi mình mới trễ vài lần. Đúng như rồi. Trong cuộc đời á chúng ta có thể trễ hẹn nhau vài lần, nhưng mà hôm nay mình đúng hẹn với nhau á. Rồi, ok. Đúng cái cảnh này nè. Cái cảnh này em friend lắm nè, ngày xưa em hay vậy lắm. Không, mình sẽ không zoom vào đâu, mình sẽ xa thôi. Các bạn hai bé thì có coi clip được thì hai bé cứ comment nha. Em đó. Rồi, một lần nữa, đây là quán xôi cây hai cô. Cây là cây thiệt nha cả nhà, chứ không phải là một cái tên không phải là một cái tên nào đó của thương hiệu đâu, mà là xôi cây thiệt nha. Rồi. Thì nếu mà các fanpage trên Facebook đó, những người yêu mến và muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event, hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký kênh Phân Hùng Vlog và kênh YouTube Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của mình là Phân Hùng 116 Võ Sư Lộc và hãy TikTok là Phân Hùng Võ Sư Lộc, Võ Sư Lộc Phân Hùng. Trong một nhà sắp tới, như các bạn có bất cứ thử nào thì đã là bình luận của mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho nhà công thức nha. Ok, xin chào các bạn.